Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với... Đây, các bạn ơi, hôm nay Sam sẽ tắm đây các bạn ạ. Sam tắm ở bồn nước xanh dành cho baby các bạn nhé. Sam. Sam. Rồi, hello các bạn. Các bạn hôm nay Sam đang khóc đòi vào thăm. Sam muốn đi chơi các bạn ạ. Sam muốn vào thăm Abu này. Sam ơi. Sam. Sam ơi. Đây là vết thương của Abu này các bạn. Bây giờ Abu đã bình phục rất là tốt rồi nhé. Sau một tuần rồi phải lại vào thăm lại cái chân của Abu coi đã liền chưa các bạn, thì chân của Abu đã khỏe liền rồi. Đây, vết thương của Abu này các bạn đã khô và bình phục rất là tốt nhé. Rồi, đã liền rồi đấy các bạn nhé. Đấy, các bạn yên tâm. Ngoan nha, Abu ngoan nha. Đã khỏe rồi, đã bình phục hoàn toàn rồi. Nào, Abu ngồi đây để mình lấy trái cây ăn nha. Quả dừa nó lắc lư. Sao để hip hop nào? Không. Dạ, mẹ bỏ quả nha, Abu ngoan tay con à.
không? Bu mời xem ha. Bu, mời em. Sao bằng chuối nhá. Sẽ cho sao bằng chuối các bạn ạ. Đây, đây. Này, cho Amu này. Cùng bằng chuối đi. Đấy, chuối. Hai bạn ăn chuối rất là ngon nhá. Hôm nay có sang tới chơi Amu mới ăn chuối. Hôm nay phấn khích quá, ăn chuối nhỉ. Hôm nay ông không có thích ăn quả dừa của mình đấy các bạn. Tàn thì lên ngồi trên xe chật. Hôm nay mẹ Nguyệt được mua hay đẹp gái thế? Hôm nay được sang tới thăm đấy. Thăm Abu chứ đâu thăm mẹ Nguyệt đâu nha. Nhưng mà Nguyệt cũng vui. Hết rồi, mẹ bổ tháng 5 nha. Vui mẹ lấy con đúng không? Ôi, Sam đây đang nhảy hip hop nha các bạn. Mẹ sẽ bổ tháng 5 thêm nha các bạn. Bù ngoài van lên con. Đây mẹ cho Abu miếng thăng long này. Sao không thích ăn thằng Long? Quên. Ăn vui nha. Sao ngoan thế? Ôi, à, cô ngồi ăn thằng Long còn mịt như này các bạn. Úi dồi ôi, à, cô thì em nó muốn hết thằng miếng thằng Long rồi. Cả là nhạt nhà hạt thằng Long dính tanh vẹt này. Sam. Hạ buồn ngồi. Có quả hình nào đẹp đẹp chụp luôn. Sam. Cả là nhìn Hạ buồn này. Hạ buồn này. Abu đã bình phục nên ăn uống đã rất là tốt nha các bạn. Đấy. Rồi, Abu ăn xong rồi nha các bạn. Abu no rồi. Chơi.